Tuần trước, Lan Hương có đi công tác bằng xe khách đường dài và Lan Hương cảm thấy rất mệt mỏi và băn khoăn không biết làm gì để thư giãn cho mau hết thời gian đây. Thế rồi, người bạn ngồi ghế bên cạnh đã giới thiệu cho Lan Hương một dịch vụ cực kỳ hấp dẫn của nhà mạng Viettel, đó chính là Mobi TV. Các bạn biết không, chưa bao giờ Lan Hương cảm thấy quãng đường đi của mình lại thoải mái đến như vậy. Và từ hôm đó đến giờ thì Lan Hương đã có một công cụ để có thể giải trí đầy tiện ích và thú vị mỗi khi rảnh rỗi đấy. Ngày hôm nay thì Lan Hương sẽ giới thiệu cho các bạn biết về dịch vụ này nhé. Mobi TV chính là dịch vụ giúp cho người dùng di động được tiếp cận với các phương tiện giải trí chất lượng cao mọi lúc mọi nơi, như là xem các kênh truyền hình trực tiếp live TV, các video clip theo yêu cầu VOD và các bộ phim đặc sắc. Theo như Lan Hương được biết thì Mobi TV của nhà mạng Viettel hiện cung cấp hơn 100 kênh truyền hình trong nước và quốc tế đấy. Thật là có quá nhiều lựa chọn cho các bạn phải không nào? Với những bạn chỉ có nhu cầu xem các dịch vụ của Mobi TV theo ngày thì hãy soạn tin theo cú pháp là 4GDK rồi gửi tới 1331, giá cước chỉ 3.000 đồng một ngày thôi, quá rẻ phải không nào? Còn nếu như các bạn muốn xem nhiều hơn thì hãy đăng ký gói tuần với cú pháp là 4GDK7 rồi gửi tới 1331 nhé, giá cước là 10.000 đồng một tuần. Và để xem trọn cả một tháng không giới hạn thì các bạn chỉ cần soạn tin nhắn 4GDK30 rồi gửi tới 1331, giá cước chỉ 29.000 đồng một tháng thôi. À, Lan Hương cung cấp thêm một thông tin tuyệt vời cho các bạn đây. Khi đăng ký gói cước mobitv.vn, các bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn nội dung và lưu lượng data 3G hoặc 4G khi truy cập và sử dụng dịch vụ Mobi TV đấy nhé. Để có thể sử dụng dịch vụ, các bạn hãy làm theo Lan Hương nhé. Các bạn có thể truy cập vào website mobitv.vn hoặc là tải app Mobi TV trên các chợ ứng dụng qua thiết bị di động. Sau đó, các bạn vào biểu tượng menu ở trên cùng bên trái, chọn mục gói cước và click vào mục gói cước sẽ hiển thị ra thông tin các gói cước. Bạn có thể đăng ký với đầy đủ tên gói cước, nội dung, giá tiền. Và tại đây, bạn cũng có thể được xem các nội dung miễn phí mà không cần phải đăng ký gói cước. Đối với nội dung có thu phí, khi bạn click vào xem thì hệ thống sẽ yêu cầu chọn gói cước để đăng ký hoặc mua lẻ để xem. Và lúc này thì bạn cần thực hiện hai bước: đăng ký và xác nhận đăng ký theo hướng dẫn của dịch vụ. Sau khi xác nhận thành công là bạn sẽ xem toàn bộ nội dung vừa chọn. Lan Hương đã đăng ký gói cước mobitv.vn rồi đấy. Bây giờ thì lại đang háo hức muốn xem trên mobitv hiện đang có nội dung gì đang phát trực tiếp đây. An action-packed movie full of adventure and mystery. Even cute to finish. Hãy cùng giải trí trên Mobi TV ngay thế nào các bạn. Truyền hình trên Mobi không giới hạn data,